Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang tin nhanh, tin tức dân trí. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Văn Quyết giành quả bóng vàng Việt Nam. Đây là phần thưởng vô cùng xứng đáng với sự nỗ lực và kiên trì đáng nể của cầu thủ này. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Năm 2016, Văn Quyết là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm đó. Cho đến trước vòng đấu cuối cùng của V-League, pha đánh trỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú, Thanh Quảng Ninh trong trận câu lạc bộ Hà Nội của Văn Quyết làm khách trước đội bóng vùng mỏ trên sân Cẩm Phả đã tước đi cơ hội giành quả bóng vàng năm 2016 của Văn Quyết. Điều trớ trêu là Quyết và Xuân Tú chẳng hề có hiềm khích gì với nhau trong và ngoài sân cỏ. Thậm chí họ còn là bạn thân, nên thật ra thì như sau này Văn Quyết bộc bạch, anh không có ý định tấn công Xuân Tú. Nhưng bóng đá là thế, đôi khi trong bóng đá sẽ có những khoảnh khắc như thế, khoảnh khắc mà các cầu thủ không kiểm soát nổi hành vi của mình, không còn là mình. Dù vậy hành vi sai thì vẫn phải chịu trách nhiệm về cái sai của mình. Văn Quyết bị loại khỏi cuộc đua đến quả bóng vàng năm đó do không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được bình chọn, trong đó có tiêu chí đạo đức. Trước thời điểm năm 2016, Văn Quyết vài lần khác được đánh giá là có cơ hội lớn giành giải quả bóng vàng bởi anh là cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam sau thế hệ vàng vô địch AFF Cup 2008 của những Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Quang Thanh và trước thế hệ vàng vô địch AFF Cup 2018 của những Quang Hải, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng. Nhưng rủi thay ở giai đoạn Văn Quyết được đánh giá là cầu thủ hay nhất Việt Nam, bóng đá nội lại thiếu các đồng đội ngang tầm với anh. Bóng đá nội hầu như không giành được thành tích nào đáng kể ở đấu trường quốc tế. Ở giai đoạn Văn Quyết là ngôi sao số 1 của các đội tuyển, nhưng các tuyển thủ quốc gia thay vì có thêm điểm, ngược lại thường mất điểm cho các cuộc bầu chọn quả bóng vàng diễn ra mỗi cuối năm như thế. Đúng 10 năm trước, Văn Quyết khi đó mới chỉ 20 tuổi, nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam. Cũng ở lễ trao giải quả bóng vàng hàng năm, mà đến tận 10 năm sau, ngôi sao hàng đầu của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội mới vươn tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho một cầu thủ nội. Văn Quyết vẫn đều đặn chơi hay từ mùa này qua mùa khác, liên tục 10 năm nay. Có thể ở từng năm trong khá nhiều năm, Văn Quyết vẫn chưa phải là cầu thủ hay nhất hay vượt trội của bóng đá nội. Dù vậy, giữ vững được phong độ ổn định trong suốt 10 năm liền không phải là chuyện đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Tuy không phải là cầu thủ hay nhất trong từng năm, nhưng chẳng ai dám bảo Văn Quyết đá dở cũng trong từng đó thời gian, mà năm nào anh cũng nằm trong những nhóm cầu thủ xuất sắc nhất của V-League, nhóm những cầu thủ đáng chú ý nhất của bóng đá nội. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên bật chuông thông báo kênh Tin tức Dân trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.